Ngày 13 tháng 11, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh, đội kiểm soát phòng chống ma túy và chi cục hải quan chuyển phát nhanh đã chủ trì phối hợp với Cục điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan Phòng Cảnh sát ma túy PC04 Công an Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra phát hiện một bưu kiện gửi sang Úc có chứa ma túy đội lốt dưới dạng quà biếu. Theo đó, lô hàng vi phạm có tổng trọng lượng hơn 16 kg, được đối tượng cư trú tại Thành phố Hồ Chí Minh gửi cho người nhận tại Úc khai báo là quà biếu. Tuy nhiên, bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã kiểm tra thực tế và thu giữ gần 5 kg ma túy, chính xác là 4,934 gram là amphetamine được ngụy trang tinh tế bằng cách đúc giữa các khối sáp thơm để lẫn cùng với quần áo, đồ chơi trẻ em. Vụ việc đang được Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh và lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra. Theo Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh, tính từ đầu năm 2021 đến nay đã phát hiện bắt giữ hơn 50 vụ việc liên quan đến vận chuyển trái phép hàng cấm là ma túy. Số ma túy thu giữ ước tính 150 kg các loại. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về PLO@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.